Kênh Phẫu Thuật Channel xin kính chào quý vị và các bạn. Một tin vui đối với người hâm mộ phẫu thuật Việt Nam, đó là vào ngày tối ngày 29 tháng 3 thì tại sự kiện One Friday Fight 57, kiện tướng mây theo quốc gia Trần Quốc Tuấn đã có trận đấu với võ sĩ người Nhật Bản Yuya Yunishi. Từ đầu trận thì Quốc Tuấn đã tấn công đối thủ, nhưng đáng chú ý là ở đầu hiệp 3 thì Quốc Tuấn đã có pha bắt chân, sau đó bồi thêm một đòn tay chính xác để một lần nữa đánh ngã Yunishi. Thì nhận thấy đối thủ yếu thế trong các pha áp sát bất ngờ, Tuấn đã lao vào với tổ hợp đòn mặt bụng lần thứ tư đánh gục võ sĩ Nhật Bản và buộc trọng tài phải dừng trận đấu. Chiến thắng đến với Quốc Tuấn ở phút thứ 55 hiệp 3. Pha knockout kỹ thuật của Trần Quốc Tuấn đã giải tỏa cơn khát kéo dài 4 năm của võ thuật Việt Nam ở đấu trường Championship. Trước đó thì người gần nhất có được chiến thắng này là tượng đài Nguyễn Trần Duy Nhất, khi hạ gục Yuta Watanabe tại One Championship Age of Greatness tháng 11 năm 2019. Và với chiến thắng này thì Trần Quốc Tuấn đã được đích thân chủ tịch Chachi Shiyuton của One Championship trao tặng phần thưởng màn trình diễn của đêm trị giá 350.000 bạc, tương đương là 246 triệu đồng Việt Nam. Anh cũng là võ sĩ đầu tiên của Việt Nam có được vinh phần thưởng vinh dự này. Xin được nói thêm là Trần Quốc Tuấn sinh năm 1995, từng là kiện tướng mây theo quốc gia. Vào tháng 9 năm 2023 thì Trần Quốc Tuấn đã giành phần thưởng 5.000 đô la tại One King Victory in Pride ở hạng cân 68 kg, và tại giải đấu đó thì Quốc Tuấn đã thắng các võ sĩ là Mahmoud Ali Mousa người Anh, Mohamed Imen Machel người Uzbekistan và Mikhail Baranov người Nga. Như vậy là cho đến hiện tại thì Việt Nam của chúng ta đã có thêm một võ sĩ nổi danh ở đấu trường One Championship, đó là Trần Quốc Tuấn. Cái tên này thì cùng với một vị danh tướng của nước ta thời nhà Trần được vinh dự là nằm trong top 10 danh tướng của thế giới. Cho nên là khi mọi người nghe đến tên Trần Quốc Tuấn thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến danh tướng nhà Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Thì cũng đây là một cái tin vui của phẫu thuật Việt Nam cũng như là người hâm mộ. Mình nghĩ là trong thời gian tới thì Quốc Tuấn sẽ còn nhiều cơ hội để tỏa sáng nữa. Và khán giả, những người yêu mến phẫu thuật, chúng ta hãy cùng theo dõi bước chân của Trần Quốc Tuấn ở đấu trường One Championship. Đến đây thì mình xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.